trước việc công ty cổ phần xăng dầu Hưng Yên có trụ sở tại thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, xây dựng công trình và ép cọc bê tông trên mái kè Đồng Thiện khi chưa được cấp phép. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ xử phạt đơn vị thi công 100 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công tháo gỡ toàn bộ công trình vi phạm và hoàn trả lại công trình kè Đồng Thiện, hoàn thành xong trước ngày 12 tháng 3 năm 2020. Nếu không thực hiện, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ tổ chức cưỡng chế giải tỏa. Trước đó, trong tháng 12 năm 2019, công ty cổ phần xăng dầu Hưng Yên mới được chấp thuận về chủ trương đầu tư xây dựng, chưa có hồ sơ xây dựng bến thủy nội địa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chưa được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chấp thuận về việc thi công xây dựng công trình trên tuyến kè Đồng Thiện tại xã Thiện Phiến, song tự ý thi công bến thủy nội địa với hàng chục trụ bê tông lấn ra mép sông và phá vỡ kết cấu kè.